Ngày 29 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Hiếu, trú huyện Tuy Phước, Nguyễn Văn Quý và Nguyễn Văn Thoa cùng trú huyện Tây Sơn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, nhóm thanh niên này đang hát karaoke tại quán karaoke 108 ở thị trấn Chiêu Trì, huyện Tuy Phước thì bị một thanh niên hát phòng kế bên vào nhầm phòng nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến xô xát. Hậu quả, Hồ Minh Hải, Nguyễn Ngọc Trình và Phạm Xuân Thiện bị nhóm của Đỗ Văn Hiếu sử dụng hung khí đuổi chém trọng thương. Riêng Phạm Xuân Thiện bị thương tích nặng nhất, theo kết quả giám định của cơ quan pháp y là 55%. Hiện cơ quan điều tra công an huyện Tuy Phước đang tiếp tục truy tìm các đối tượng có liên quan trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.